nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, Ban Thường vụ Quyện Đoàn Thới Lai phối hợp với nhóm Con đường xanh đã tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an toàn tại xã Đông Bình. Buổi ra quân trên 170 đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 1.000 cây giáng hương trên tuyến đường thuộc ấp Đông Giang, Đông Giang A, Đông Lợi, xã Đông Bình, với chiều dài 4.000 mét, đồng thời trao tặng 44 phần quà cho hộ cận nghèo trên địa bàn xã Đông Bình. Tổng kinh phí cho hai hoạt động trên gần 40 triệu đồng do nhóm con đường xanh tài trợ.